để có thể đáp ứng được cái kỳ vọng của mọi người khi mà các bạn đã dành thời gian để subscribe kênh và để dành thời gian xem video của mình. Nhưng mà xin lỗi mọi người là tại vì mình cũng khá là bận với những cái công việc chính của mình. Có thật mới vượt được đại đúng không? Khi mà mình phải chu toàn cái công việc chính thì mình mới có một cái nguồn tài chính nhất định để làm được video, có thời gian để làm video và chỉnh sửa. Nên là cho dù các bạn thích hay không thích thì cũng hãy bình luận cho mình biết để mình cố gắng phát triển cái kênh này nhiều hơn. Mục tiêu của mình không phải là để thành KOL hay gì hết, mà mình muốn có một cái gì đó lưu giữ lại cái tuổi thanh xuân của mình thôi. Nên là mình rất mong nó có ý kiến từ tất cả các bạn để mình có thể phát triển được tốt hơn mà tốt hơn nữa. Tại vì công việc chính của mình không phải là YouTuber, công việc chính của mình là đi bưng cháo. Các bạn sẽ có sự nhầm lẫn giữa hai cái sản phẩm này thì cái màu nó khá khá giống nhau nhưng mà thôi. Cô ta đi làm việc đâu quá cả. Hi, xin chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và hôm nay mình xin trân trọng giới thiệu đến với các bạn một diễn viên rất mới ở trong video của mình, nhân vật cameo mà mình phải tốn rất nhiều cái trang để mời về. Đây là Mèo. Mi cho mọi người, mi cho mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn 1, 2, 3, 4, 5 loại ngũ cốc ăn sáng nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh mà mình tìm được ở trên Shopee. Đương nhiên là Shopee thì nó sẽ dễ dàng hơn để cho các bạn có thể lựa chọn mua sắm và thanh toán. Việc mà mình tìm những cái loại ngũ cốc này trên Get Up Order thì nó cũng đơn giản, nhưng mà ở trên đó thì các bạn sẽ phải chờ đợi một thời gian khá lâu mà mình không biết là bao lâu, cộng thêm nữa là các vấn đề về hàng hóa tắc biên này kia, nên là mình cố gắng tìm nó ở trên cái shop uy tín ở trên Shopee. Và đối với mình thì tiêu chí như thế nào là một shop uy tín, đó là những cái sản phẩm mà nhiều sao, cơ bản là chính cái shop đó cũng có nhiều sao nữa thì mình sẽ đặt về cho nó. Chung một công ty nhưng mà nó nhiều vậy và tiện đường thì order hết rồi. Mình đã có một chiếc video review nhẹ về cái dòng sản phẩm này của chính cái thương hiệu này luôn, mình cũng không biết đọc là thế nào nhưng mà mình sẽ đọc là OGAK nha, tại vì các bạn thấy đó. Cái sản phẩm hồi đó mình mua nó là màu tím hình như là vị nho thì phải. Nó cũng khá ngon và lâu rồi nên là mình cũng quên mất. Ồ, cái này là như kiểu thập cẩm các loại hạt nè. Mọi người thấy không? Cái này sẽ là hoa hồng, dâu tây. Cái màu nâu này là cacao. Cái này là đào và dâu u. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có phô mai, raspberry, hình như là mâm xôi, và mâm xôi. Các bạn sẽ có sự nhầm lẫn giữa hai cái sản phẩm này thì cái màu nó khá khá giống nhau nhưng mà thôi. Người ta đi làm việc đâu quá cả. Cái màu thì nó có một cái sự tương đồng nhất định nhưng mà thực tế nó hai cái sản phẩm khác nhau nhỉ. Không biết mọi người thế nào, với thực tế mà lúc nào mình cảm thấy là con mình ngon nhất. Các bạn sẽ không có đoán được là bé này đang làm cái hành động gì đâu, và cũng đừng nên đoán. Mình rất là thích sô cô la nên là mình sẽ thử cái này đầu tiên nha. Đó, nó có một cái chỗ cho các bạn có thể xé như thế này. Theo quảng cáo của hãng thì một phần như thế này sẽ đủ năng lượng cho một buổi sáng, nhưng mà giá của nó khá mắc, mười mấy nghìn ấy, nên là nếu như một buổi sáng mười mấy nghìn. Ủa tính ra một bữa sáng mười mấy ngày cũng đâu có mát đâu. Dạ này, cái khái niệm của mình nó bị gì ấy. Đây, mọi người sẽ thấy chúng ta sẽ có những cái miếng yến mạch đã được bọc sô-cô-la như thế này. Cộng thêm chúng ta sẽ có một cái bánh gì đó và một cái hạt gì đó ở đây. Tiện đường khi báo giá quảng cáo cho cái sản phẩm cũ, quảng cáo vậy thôi chứ mình chả ăn được cái đồng quảng cáo nào. Thì mình đã ăn gần hết rồi nè mọi người. Và mình vẫn nói với các bạn là nó vẫn khá ngon, rất ngon. Thơm ngon đến những cái hạt cuối cùng luôn á. Đó, nên là các bạn có thể thấy đó, mặc dù đã tới cuối cuối rồi nhưng mà nó vẫn rất là nhiều nho khô và yến mạch, và mọi thứ đều rất ngon. Cái này mình ăn hết trơn ngon. Quay trở lại với sản phẩm hôm nay thì đây, đây là hạt điều nè mọi người. Chúng ta sẽ có những cái miếng bánh sô-cô-la. Mình nghĩ nó là vua. Không phải vua, nhưng mà ngon. Cái này gọi là hạt gì mình quên mất rồi. Mắc ca. Nếu như mà các bạn đang trong một cái chế độ ăn gì đó khá nghiêm ngặt và chúng ta phải kiểm soát cái lượng calo nào nạp vào từng bữa ăn từng ngày á, thì cái này là một sản phẩm hợp lý nè.
Ngon mà ngon. Ăn hết. Nói ai xin cũng tao đâu. Đó. Ngon quá. Mình cũng đáng như là đang ăn mấy cái bánh sô-cô-la rồi đó. Một sản phẩm nha. Đưa cái hộp đó nè. Sản phẩm tiếp theo sẽ là phô mai đây. Hết phô mai cheese raspberry. Đây mọi người có thể xem. Mọi người không có thấy là có ai đem qua xin ăn đâu đúng không? Nữa. Mọi người nó quay nó không quay về. Bây giờ nó quay nó bóc ăn. Đây các bạn có thể thấy đẹp ơi là đẹp. Nè. Quay gần lại cho mọi người thấy. Nói chung là mọi người hãy nhìn vào đây chứ đừng nhìn vào mấy cái mụn của mình. Do mình ăn uống quá độ. Thì đây chúng ta có chuối nè. Có cái gì đó hồng hồng đun sôi, có chuối, có cả hạnh nhân nữa, nó trong một bịch này á. Nếu như ăn sáng rồi kiểu ăn vội ăn vàng nhớ, khi các bạn bận đi học đi làm hay là ăn trên xe chẳng hạn thì thơm, mùi phô mai, có hạnh nhân, nho nè, chuối và cái yến mạch này đã được phủ phô mai rồi, mùi rớt rồi. Mắm xôi chua. Nếu những bạn mà thích ăn xen kẽ những cái vị chua chua để cho nó khỏi ngấy á thì ngon. Nhưng mà mình á, cơ bản mình không ăn được đồ chua nên là mình cảm thấy không thích lắm. Mình sẽ bỏ phần mắm xôi ra. Còn lại thì đều rất tuyệt vời. Thơm phô mai. Ở đây có hạt điều nữa nè. Cái loại mà hạt điều màu trắng này nè, nó giống như là cái hạt điều mà các bạn mua về để tự nó sửa hạt điều chưa rang. Hạnh nhân nè, chuối, có một cái bánh gì đó ở đây. Chuối. Không giòn lắm. Miếng này thì giòn. Ngon. Buổi sáng nếu như mình như vậy thì cũng sẽ khá là đủ năng lượng, nhưng mà mình cảm thấy nó hơi thiếu protein nên là mọi người sẽ cần bổ sung thêm một ít protein nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hoa hồng và dâu tây. Mình biết là cái tiết mục mà ngửi đồ ăn trước khi ăn nó hơi kỳ, nó hơi không được lịch sự cho lắm, nhưng mà bởi vì nó là hoa hồng và dâu tây và những thứ rất là thơm nên là đẹp. Đó, đầu tiên là nó đẹp vì nó là hoa hồng và dâu tay nên là mình mặc định mình nó đẹp. Nhưng mà thực tế là nó cũng đẹp, các bạn có cảm giác như là những cái cánh hoa hồng đó đã được bám vào cái yến mạch này. Đó. Và trong này chúng ta vẫn có hạt điều, sữa. Mà không biết là hạt điều này được sơ chế như thế nào nhưng mà nó không có thơm như cái hạt điều mình ăn. Cũng kỳ lắm. Cái phần mà yến mạch màu hồng á thì nó tượng trưng cho là mình nghĩ là kiểu như là nó nhuộm màu dâu tây hay là hoa hồng gì đấy. Những cái miếng dâu tây khô này rất là quen thuộc, mặc dù nó là dâu tây khô nhưng mà lúc ăn á nó vẫn giữ nguyên vị dâu tây và nó không có chua như là cái mâm xôi hồi nãy. Ngon. Ăn khá là lạ và đẹp mắt. Không nghe. Lát nữa nghe. Sống phải có tôm tây chặt tự. No, bỏ đi, bỏ đi. Ba vị rồi. Đây là vị thứ tư nha. Ở đây chúng ta sẽ có vị đào và dâu u. Thì mình đoán là lúc mở ra nó sẽ thơm mùi đào và nó sẽ có những cái viên dâu u. Ý. Nè. Nó thơm mùi đà thật nhưng mà nó trắng và nó có một viên trắng bung này là viên dâu u. Ngon quá. Mình thích dâu u cực kỳ. Mình hơi sợ cái kiểu hạt điều này nè. Nó cảm giác như nó không được rang. Nhưng mà dâu u thì ngon, yến mạch cũng ngon.
nhưng mà khá thơm và giòn, có một ít nho khô trong này, có một viên màu hồng nữa. Kèm theo là một chút xíu do ương này, nhỏ nhỏ nhưng mình nó nhỏ. Chúng ta đến với vị cuối cùng. Được cái là những cái sản phẩm này lúc mà mình mở nó ra nó rất là tiện lợi luôn, không phải lấy kéo cắt. Đỡ mệt. Nhưng mà cái túi này cái miệng nó hơi nhỏ. Mình biết là mình xé nó hơi xấu nhưng mà như dài thì mọi người mới có thể thấy được loại trong nó có cái gì. Để đây là mình đã lấy một cái ly, nhưng mà mình lại dọn mất hết rồi. Nè, trong này có khá là nhiều nho khô, có chuối, có hạnh nhân, có dâu tây, kiểu thập cẩm á mọi người, nhưng mà không có dâu u nha, có cả hạt bí nữa. Mình thích ăn chuối này, cái miếng chuối rất là trắng luôn, trắng và nho khô và dừa. Kỳ á, ăn thường mày lại để có chồng. Cái mềm một miếng à. Mèo là một nhân vật bí ẩn, bây giờ mình mới giới thiệu với các bạn là bạn ấy thích ăn đồ phồng, ăn tất cả các thể loại yến mạch, kể cả cái yến mạch mà chưa sơ chế, yến mạch mà kiểu hiệu ông già ấy, khó ăn mà nhạt tết ấy, bạn ấy cũng ăn được. Mèo thật sự tuyệt vời. Xếp hạng nãy giờ 5 vị ở đây thì vị mình ưa thích nhất đó là vị cacao sô-cô-la. Đó, cảm giác như là đang ăn snack vậy, và đương nhiên là nó là vị ngọt nhất nhưng mà thơm ngon nhất. Tiếp theo thì mình thích phô mai, mình cực kỳ yêu thích phô mai. Đó, còn so sánh giữa dâu u và đào, à đâu, dâu u và dâu tây thì mình thích dâu u hơn, tại vì nó có mùi đào và nó có cục dâu u, mình cực kỳ thích cái cục dâu u đó. Đây, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều và nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nha, chúng ta sẽ gặp nhau vào mỗi tuần, và mọi đóng góp ý kiến của các bạn để giúp cho cái kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.